Cây đào cao 2,6m, nặng hơn 270kg được nghệ nhân Đỗ Xuân Ngọc mạ hơn 12 lượng vàng 24K để đưa ra thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cây đào này đang được bán ra thị trường với giá khoảng 1,3 tỷ đồng. Chia sẻ về công trình của mình, ông Ngọc cho biết: cái cây hoa đào phải dùng cái nguyên liệu bằng đồng nguyên chất, và chúng tôi mạ lên một cái lớp vàng thân, cái cành và những cái lá chồi non, hoa là 5 cánh nhưng mà 2 tầng là ngũ phúc kép. Chúng tôi sẽ dùng cây vàng là 70% và cái đồng đỏ là 30% để tạo ra cái cánh hoa nó màu hồng. Tôi phải đích thân đi ra những cái làng nghề trồng hoa đào, gặp những cái nghệ nhân tư vấn cho tôi như thế nào để tạo ra được cái dáng cho nó phù hợp. Sau khi từ cái ý tưởng, chúng tôi lên cái bản vẽ phác họa bằng tay và lên quy trình công nghệ sản xuất cho nó để tạo ra cái cây 1m là cái version 1, tiếp tục hoàn thiện hơn để ra được cái cây 2m như ngày hôm nay. 60 người làm ròng rã trong vòng 6 tháng phải sửa lần thứ 2, lần thứ 3 nó mới được hoàn thiện như thế này. Năm Tết vừa rồi á, mình đã từng đi tìm những cái loại cây mang phú quý tài lộc nhưng mà mình cũng chưa thấy được sự phù hợp và đáp ứng nhu cầu của mình. Vàng á, thì lúc nào nó cũng mang lại sự may mắn tài lộc. Xem đến cây đào này vì nó rất là đẹp, nhìn và phát sáng của nó rất là lộng lẫy, kiểu rất là bất ngờ về nghệ nhân của Việt Nam có thể làm chế tác những cái loài hoa này. Chúng tôi cũng mang ra đường qua cái cây hoa đào cùng với lại những cái cây bồ đề trưng bày cho ngày Tết, bắt đầu từ ngày 25 Tết cho tới ngày mùng 3 Tết.